nếu bạn đã vô cùng hài lòng với phiên bản màu xanh của dung dịch vệ sinh phụ nữ Sekit, nước rửa phụ khoa Hanayuki chính hãng lần này, thì chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp hơn với phiên bản nâng cấp của dung dịch vệ sinh phụ nữ Hanayuki màu hồng. VB Shock Seal chính hãng với phiên bản màu hồng mới lạ hơn, nổi trội hơn, đa công dụng hơn, chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt cực lớn trong thời gian tới. Với công thức cải tiến với mục đích nâng cao hiệu quả, sử dụng đáp ứng yêu cầu ngày càng nhiều của khách hàng khi sử dụng sản phẩm của Hanayuki, ngoài các thành phần đã có công công thức dung dịch vệ sinh hiện nay như chiết xuất lô hội, lactic acid, alpha lucan, v.v. Công thức sản phẩm dung dịch mới này nó sẽ bổ sung thành phần nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sử dụng hơn của các sản phẩm. Chẳng hạn như thành phần sodium chloride, muối tinh khiết, có tác dụng diệt khuẩn, sát trùng hiệu quả. Lactic acid duy trì cân bằng pH. Chiết xuất từ lá trầu không, ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây viêm ngứa. Chất hoạt động bề mặt có tính dịu nhẹ, giúp cho làm sạch bụi bẩn, chất nhờn hiệu quả mà không làm khô da. Chiết xuất từ lô hội giúp dưỡng da vùng kín. Chiết xuất từ la cúc mã làm dịu da, ngăn ngừa mụn và giảm ngứa. Chiết xuất từ nhụy hoa nghệ tây làm dịu da, ngăn ngừa mụn và giảm ngứa, tăng sức đề kháng cho vùng da nhạy cảm, giúp da trở nên khỏe mạnh hơn. Dung dịch vệ sinh Hanayuki màu hồng chính hãng với công thức vượt trội, ngoài công dụng làm sạch chính, tạo mùi thơm, cảm giác sẽ mát mẻ hơn, dễ chịu hơn khi sử dụng sản phẩm mới, đặc biệt hiệu quả hơn về làm sạch, kháng khuẩn, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa viêm nhiễm, hỗ trợ bảo vệ vùng kín trước các vấn đề liên quan đến phụ khoa, giải quyết mọi vấn đề nhạy cảm và mang lại cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu, mềm mại và trắng hồng như da em bé. Dung dịch vệ sinh phụ nữ Hanayuki màu hồng mẫu mới chính hãng chính là dung dịch vệ sinh mang lại công dụng tuyệt vời, an toàn cho bà bầu.